Nhà mới lâu xong, đi đâu đây? Dạ, em đi cắt tóc. Đi cắt tóc thì nhiêu công? Cắt tóc anh, cắt tóc anh. Dạ, 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 dạ. Dạ em ơi, uống nước ạ. Chị xếp ra cắt cho anh luôn đây, anh đang bận. Xếp ơi. Trước vậy? Nào anh này trước? Tới rồi. Thằng anh đâu, chết camera cho sư phụ coi. Anh thông cảm vì khách này tới trước. Ờ, thế mày cắt cho anh không, mày để anh đi làm khác. Anh cắt cho anh này trước nha. Ngồi xuống đi. Thời gian quý giá, không có cắt cho mấy cái người vô nghĩa như vậy. Mày biết bố mày là ai không? Để bố anh. Không bao giờ cắt tóc qua tại mày nữa. Bấm.